nghiệp rộng 22 hectare. Sau đây xin mời các anh chị cùng em đi vào lô đất để mình cùng trải nghiệm, để biết hơn về rõ về mảnh đất này nữa. Với trồng những cây công nghiệp lâu năm như là cà phê, tiêu, cao su và những cái cây ăn quả hay là những cây hoa màu như thế này, nó rất là tốt và rất là phát triển. Đất đỏ ra ra này, các chị thấy chưa? Được. Đấy, đấy, các chị thấy không? Hiện tại thì lô đất này chủ muốn giao dịch với giá là 400 triệu trên một hecta, bao sổ đỏ luôn nha các anh chị. Từ đây các anh chị có thể thấy là cái độ đất hợp của nó lên khoảng 30 độ. Và mình có thể thấy là cái view ở trung tâm này thì em thấy nó cũng rất là đẹp và thơ mộng. Khi chiều mình có thể ra đây mình thả nhiều bán tư, nó cũng rất là thú vị và vui các anh chị. Vậy các anh chị nào có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp qua trang fanpage cũng như là kênh YouTube của Nhà Đất Gia Lai, hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0868021102 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí nha các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh YouTube của Nhà Đất Gia Lai và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Các anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những thông báo mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.